đã quay trở lại với kênh ẩm thực và du lịch. Hôm nay Phương đưa cả nhà về cái thời tuổi thơ nè. Thì mình cũng có dịp đi xuống An Giang đó, mình thấy có một chú đang bán cái đá bào mà ngày xưa nè mọi người. Nhìn rất là thấy cưng luôn nha. Bán cho mấy em học sinh. Ủa chú, ngày xưa thì con thấy cái này là cũng mà bào rất là lâu rồi, bây giờ mà chú cũng vẫn làm cái này hả? Đi bán là chứ không có đập hả? Mình bán đây là bao lâu rồi chú? Bao năm rồi? Mấy năm rồi? Không chữa con, kem nó lỗ rồi. À là 2000 là không có kem hả? Con muốn ăn kem không? Chú làm cho con bé thêm kem đi. Cái này đi, cái cô mời cho con thêm một ly. Thấy cưng không? Vậy chú thêm cho con bé bao nhiêu kem chú? Nếu mà xịt kem nữa là bao nhiêu? Thế này là chú thêm cho nó 2000 kem đi. Đó, nhiều mạo ghê mọi người, điện là một ly vậy là bao nhiêu? 5000. Một ly 5000 thì là có kem luôn. Còn đó kem ở này đó ha. Đó nè mọi người. Thiệt chứ cái này là chú bán ngay ở trường học của học sinh không á. Cho nên là thời tuổi thơ là đúng y luôn. Cho mấy bé ăn nè. Tuổi thơ hồi xưa. Thì đúng rồi, cái thời tuổi thơ của tụi con cũng cái này nè. Đó, bây giờ là để mình nói chú rót kem thêm cho bé. Tại vì bé có 2000 à. Thêm kem. Đủ loại không con? Đủ loại kem luôn hả? Kem luôn. Nhìn đẹp ha. Em đã. Rồi. Nè đây một ly như vậy là thêm kem như này là 4000 hả chú? Nè hồi nãy cô bé 2000 đó mọi người, thêm kem. Chúc con ngon miệng nha. Trời ơi nhìn dễ thương quá. Chú bán ở cái khu này không á, hay là mình còn đi khu khác không? Đi ngoài kia nữa. Là coi như là bán những cái trường học cho bé thôi ha. Ừ. Mấy ngày này bán trường học chứ mấy chương trình thứ bảy thì bán quê. Là sao? Chạy theo quê rồi bán là... Chạy từng nhà á hả? Ừ. Cứ rao lên rồi ai ăn thì kêu rồi, lại hả? Rồi. À, hay ha. Mấy ngày này nó đi học hết rồi bán theo trường học. Dạ. Bạn quay. Dạ. Nó bạn không? Ăn. Lúc nào con chẳng ăn. 5000. Con ăn cái này của ông lâu chưa? Mấy ngày. Mới ăn mấy ngày là ông bán ở đây lâu rồi mà. Cái lỗ hả? Lỗ tôi nghĩ thời gian đó. Là mới chứ mới lại đây bán lại đó hả? Bào vậy đó mọi người. Có màu gì nè? Dạ. Có màu gì? Màu đỏ với xanh lá cây. Đỏ màu xanh rồi, không để gì. Màu đỏ là siro ha. Ừ. Xanh lá cây là nào chú? Lá này là gì vậy? Lá dứa hả? Bạc hà. Bạc hà. Rồi cái này màu tím là gì? Màu tím là như là xăm dứa vậy. Rồi màu vàng. Màu vàng thì mùi mít. Mùi mít. Đó là gì chú? Cái này là kẹo dâu. À. Nó không ăn kem thì nó ăn kẹo dâu. Chứ siro không có đủ ngọt hả? Ngọt mà. Ngon không con? Ngon. Là con ăn của ông là mới ăn cũng lâu rồi mà, nhưng mà ông nghỉ bán thời gian rồi mới ăn lại đây đó hả? Bị cái lỗ nó làm cái lỗ đi không được. À. Không được nghỉ hết. Con ăn cái này con thấy ngon không? Ngon. Ăn đi. Coi như là đi học ngày mẹ cho mấy ngàn. Cho 10 ngàn mà ăn cái ly này hết 5 ngàn rồi. 5 ngàn. Còn 5 ngàn ăn cái gì? Còn cũng chưa biết. Chưa biết. Coi như là ngày nào cũng cho 5 ngàn, ở cho 10 ngàn hết trơn á hả? Dạ. Rồi ngày nào cũng ra ăn cái ly này. Ngày nào con cũng ra đây mua ly ăn á. Ăn rất là ghiền luôn đúng không? Còn mấy khi... Hay quậy lắm thường á, trong trường ha. Để ăn bạn á. Dạ. Yeah. Tính ra nói tôi gì không biết ai. Thấy cưng không? Con ăn không? Con ăn không? Thôi con đem vô. Nãy chú nói cái màu vàng này là gì ha? Mít. Mít nè.
bạc hà nè, siro nè, còn cái này là gì chú? Cái đó là sữa. Sữa, cà phê sữa đó hả? Cà phê sữa. Rồi mua ngàn cá không? Không, ngàn quá, ngàn lỗ. Đây là con màu vàng. Con màu vàng với màu xanh. Rồi rồi. Con màu vàng với màu đỏ. Là chỉ là 5 ngàn mới được ăn kem ha. Ừ. Có nhiều mình bán nhiều chứ. Con nít màu mà. Vàng với màu đỏ. À. Con nhiều màu không? Nhiều màu lên là mấy ngàn? Đủ màu xanh màu vàng rồi. Có nhiều màu luôn, màu gì cũng có đó. Rồi có ông nè mập, con mập. Ủa có chi con mà? Con mày á, tại vì con màu đỏ, màu đỏ, màu vàng. Ờ. Có bao nhiêu mình bán nhiều chứ. Tạo vậy rồi lạnh tay không chú? Không. Có lạnh miếng dán. Có chứ con cũng thấy lạnh à. Coi như là để cái đinh vậy ha. Ừ. Nó trơn chùi cho mà vào được. Để cho nó có cái độ bám nè mọi người. Đó. Rồi bắt đầu đẩy. Cái này cũng dùng sức dữ lắm ha. Không quen rồi cũng không. Nhà tiền. Con cảm ơn. Rồi. Cái này nhờ cái này nó. Vậy đi cầm vậy chạy xe rớt sao con? À, tới kia chưa đi đâu cho chú làm con ly nữa. Làm con ly nhưng mà con không có ăn kem. Để nhìn rồi. Nhìn khoan coi trong này coi. À, để đá rồi kem. Ngày mình bán được mấy cây đá chú? Gốc mấy à? Một gốc là kiểu như gì đó. À. Nè, bé mua nữa nè. Con mua mấy ngàn? Con mua nhiêu? 3 ngàn. Con màu gì? Bán cho bé trước đi. Màu tím nữa. Màu tím là vị gì chú? Dứa. Dứa. Ủa lá dứa mà sao màu tím ta? Chú ơi. Sầm dứa. Cháu. Lá dứa, sầm dứa. Cháu ơi. Cháu bán cho con thì đó bà ba. Để qua sữa. Anh đi thở dữ vậy. Con hàng phải không? Thấy cưng bán cưng. Ủa một màu hả con? Ăn màu à? Bán cho con ly đá bà qua. Rồi thôi con à. Ăn cái này thêm ngàn hả? Dạ. Là sợ là nó không đủ ngọt hay sao? Mình muốn thích. Hay là thích ăn ngọt mới thêm đó? Con hết. Cái này là mình làm cái gì trong đó chú? Đường với dâu ba dâu. Rồi. Rồi. Giờ tới con thì con ăn trừ này ra, trừ màu này đi. Rồi để 4 màu đi. Màu đó hả? Dạ. Với lại cái kia thôi. Ăn chứ, cô ăn là lúc con chưa sinh ra luôn đó. Ăn cái này nè. Ủa con ăn thêm cái này nữa là 2 giờ. Không, cái này là ông bán lâu dữ lắm rồi đó. Ông bán từ lúc mà con chưa sinh ra, lúc mà cô còn nhỏ xíu giống như con vậy đó. Thấy không? Ừ. Đâu biết được, tuổi này đâu biết. Bán gấp cái lộ đá bệnh mà chưa chắc nhựa tới giờ đó. Tôi bán lâu. Thầy con lẻ ra là con ngoài Bình Dương á. Vậy ha. Ngoài Bình Dương đâu có cái này. Ừ. Có được không? Không có, không có chứ. Mấy cái món này là chỉ ở quê thôi à. Giờ ở Sài Gòn với ngoài đó người ta đâu có bán cái này. Vì nó không cho bán hả? Người ta không khỏi sữa. Người ta không bán chứ không phải là không cho bán. Yeah. Lấy cho con này thôi. Này hả? Đó, giờ mình sẽ thưởng thức luôn nha. Ừ, cái này thì ngon rồi đó. Này nó thành kẹo rồi. À, chảy vậy chú. Đầy quá đi chảy. Rồi. Đây nè mọi người. 5 ngàn hả? Ừ. Nhìn dễ thương. Bào không? Đó, đi đá bào 3 ngàn. Ở đâu cũng đá bào à. Đâu khác đâu. Dạ, màu gì con? Bán thường thường là chú đi bán vậy rồi mấy giờ mới về? Nghĩ cái này muốn gì là màu gì
hết thì về hay sao? Không có, còn cũng đi về nữa. Bác học sinh rồi nó về hết về. Ông như đây là chú bào khoảng ly nữa không? Bỏ rồi. Ông vậy là bỏ đó hả? Ừ. À. Kiểu như là nó mỏng quá bà không được hả? Còn đó mà. Mà. Vàng còn đó hả? Thập cẩm luôn đi con. Con để gì? Này cái này. Kẹo dâu. Kẹo dâu. Thì chứ cái này mấy chục năm rồi mới ăn được lại cái ly này nè mọi người. Rồi, xong. Ở về mới. Ở luôn. Ở về lâu mà người mới thịt nên. Ừ. À, hồi nhỏ cô ăn với con đó, bây giờ cô lớn rồi. Lớn rồi giờ mới ăn lại nè, là mấy chục năm á. Hỏi gì vậy mày? Nó đâu biết là cái này có lâu rồi đâu. Hỏi kỹ vậy hả? Đó bây giờ thay nước đá ha. Thay nước đá. Đó. Chà bá luôn rồi. Thường thường cục vậy mà chú bào được bao nhiêu ly chú? Cũng không biết nữa. Không biết chừng hả? Ừ. Ủa, chắc chừng 20, 20 ly à. Thường thường cái chai này là ở nhà chú làm rồi bao mấy ngày mới hết chai vậy chú? Thì ngày mấy hơn chừng còn ít thì làm thêm vô. À. Thì quá được thì 7 ngày sang ngày hết. Đó bây giờ phải dầm cho nó tan ra vậy là ăn nó mới ngon nè mọi người. Thì mới đi học hết rồi bán chậm với bán ngay nó nhà nó được đó. Vậy là chút chú đi vô mấy cái nhà khác nữa ha. Đi đó bây giờ mình sẽ dầm ra xong. Cả 3 giờ chứ về bán cái để mình sẽ thử rồi. Đây mời mọi người trở về với cái tuổi thơ của ngày xưa nha. À. Đi nắng mà gặp được cái xe này thôi chứ quá mát luôn. Đúng này là ngày xưa ăn nít thì ai cũng khoái hết, giờ ăn nít nó cũng khoái. Mát dữ sợ luôn á mọi người. Này có nãy giờ chú bỏ cái mứt dâu hơi nhiều cho nên nó hơi ngọt. Cho con miếng đá thôi. Nó hơi ngọt đó mọi người. Thôi mình xin chú thêm bào cho mình thêm một miếng đá. Nãy phải chi đừng để mứt thì được ha. Này con có muỗng trong đó rồi đó. Xin thêm chú miếng đá nữa nè. Chưa. Miếng ơi. Trơn hả? Rồi. Trơn luôn muỗng rồi hả? Muỗng nằm trong này là con cảm ơn chú nha. Đó, về cho bớt ngọt. Thân cảm ơn chú nha. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Thì Thái Phương cũng xin kết thúc video đây nha mọi người. Thì hy vọng cái video này để mang cho mọi người về cái thời tuổi thơ của ngày xưa nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.